Rồi, xin chào toàn thể tất cả anh em trên toàn quốc nha. Hôm nay bên em lại hàng nó mới về một lô máy nữa, thì để đến giới thiệu tất cả anh em về đam mê chơi 67 nha, 67 cúp nha. Thì hôm nay bên em lại giới thiệu lại cho các bác mấy con super cúp này và con CD gọi là CD 50, ở mình gọi là CD 50 nhưng mà bên em gọi con 67 nhé. Con 67 không đè, con đè gầm nhé. Thì anh em xem kênh, anh em bớt chút thời gian, anh em đăng ký kênh, ủng hộ kênh, sau có video thì hay anh em có thể xem lại được nhá. Đấy, thì bên em có số điện thoại trực tiếp mua hàng của bên em là 0364011683 và 0983198883. Thì bên em giới thiệu một lát nữa thì anh em có thể xem qua được. Còn anh em nào chưa xem đến kênh của bên em thì anh em đăng ký kênh nhá. Thì sau bên em còn nhiều, rất là nhiều video. Bây giờ bên em có hàng nghìn video để đăng tải những cái phụ tùng phù hợp để anh em về những cái con máy. Đây thì sau đây bên em giới thiệu, đầu tiên sẽ là giới thiệu cho anh em là cái máy 67 nhá. Đây. Đấy, 67 thì bên em có một máy không đề này và một máy có đề. Đấy, có đề. Đấy thì dành cho những cái bác nào cũng lớn tuổi rồi mà cũng đam mê 67 thì lắp vừa khung 67 nhá các bác nhá. Nhưng mà con này nó ưu điểm nó là có đề. Còn nếu các bác lắp lên mà sau muốn có đề hay không có đề thì các bác không lắp đề nữa, các bác rút rắc cái ra. Thì sau các bác muốn lắp thì đề thì bác lắp sau, không thì các bác cứ đạp cũng được. Đấy, nó không ảnh hưởng gì cả. Thì con này là máy 67 nhá các bác nhá. Form giống máy 67 100%. Đây là hàng Đài Loan các bác nhá. Honda 67 hàng Đài Loan. Đấy, các bác mua thì các bác cứ liên hệ trực tiếp với em, quay vòng em. Đấy, tất cả là hàng mới đập thùng nhá. Hàng đập thùng. Đấy. Còn hơi của nó sẽ là 124 đây. Đấy, nó in luôn trên này. Và nó là sẽ là 4 số tròn. Và phụ kiện nó sẽ kèm theo cho tất cả các bác là sẽ là một mang cá này. Mang cá này, cần số này. Và cần đạp. Đấy, và một bộ co xăng. Mấy bình xăng con em không vứt ở đây nó không có. Đấy thì là con này là 4 số tròn anh em nhá. Đấy các bác nhá. Đấy, còn vào số thì nó như sẽ quay sẽ zin bình thường đấy, nhưng mà côn tay. Côn tay đấy, form con này là có đề, đấy, dành cho các bác nào là cũng đam mê nhưng mà không muốn đạp thì các bác lắp thêm đề vào nha các bác nhé, lắp thêm bình ắc quy vào nữa là đề thôi. Đấy, còn con form này sẽ là form không có đề, form không có đề thì nó máy nó 100% chuẩn giống con máy Honda 67 của các bác đang đi nhá. Nhưng mà hơi nó đi rất chi là bốc, nó có thể chạy tua đường dài cho các bác là chạy rất chi là tít mà nó khỏe. Đấy, hơi của nó sẽ là hơi 124 đây. Đấy, đảm bảo đầu bò nhỏ nhá, nhưng mà tay biên lớn, quả lớn nha các bác nhá. Nên là hơi nó chạy rất chi là chất lượng. Đấy, chạy tua các bác chạy có thể lên 110. Đấy, chạy rất chi là tít. Đấy. Thì bộ phụ kiện nó kèm theo như cần đạp, cần số và bình xăng con và chiếu khí đi. Các bác nhá, để em nói ở miền Bắc gọi là chiếu khí nhưng trong miền Nam gọi là bình xăng con nha các bác nhá. Đấy. Và các bác lưu ý nhá. Đấy, các bác muốn nó có chữ Honda zin của mình, các bác thay mang cá và sao một cái là xong thôi. Đấy, còn động cơ mới toàn bộ. Đấy, điện thì điện đóm các bác về ra thợ hoặc là các bác mua xong gọi em hỗ trợ cho tất cả các bác. Đấy thì là ok nhất. Đấy. Cái máy này thì em báo luôn là các bác cứ liên hệ cho em số điện thoại nhá, thì bên em báo giá luôn thì cũng nhiều người bán mà. Rồi, bên em còn cái dòng con máy Super Cup vậy nhá. Super Cup 82 cánh nghén. Đấy, con này không có đề các bác nhá. Đấy thì là máy hàng Đài Loan thôi. Đấy, giá 3.800.000 đồng, bao ship cho tất cả các bác theo cần đạp, cần số và chiếu khí. Hơi 72 nhá, hơi 72, hơi gang hơi 72. Đấy, đầu bò đây, nó rất chi là mới. Đấy, còn form bên này thì nó giống hệt con máy cúp rồi, nên nó không chạch đi đâu được cả. Đấy, hơi 72 dành cho các bác là có con cúp mà của mình mà nó tã rồi, các bác không muốn làm máy được mất tầm 2 triệu rồi, đi nó không mở ngon, các bác chơi con này thì tuyệt vời luôn. Đây em giới thiệu sơ qua thôi. Các bác là có nhu cầu muốn mua thì alo trực tiếp cho bên em. Hai số điện thoại là 0364011683 và 0983198883. Rồi, thì tiếp tục thì những các bác nào đã bị hỏng con khung con CD 90 nhá, hoặc là các bác lắp con khung con 67 nhá. Đấy, thì là báo giá luôn cho các bác là 1.700.000 đồng. Đấy, cái này là khung hàng của nội địa của Trung Quốc thay thế cái dòng Giang Linh. Còn CD 90 chứ không phải 67 anh em nhá, khung CD 90. Nó sản xuất rất chìa dày dặn nha các bác nhá. Đây. Dày dặn. Có về các bác nào muốn trà nhám đi cho các bác sơn cái màu sơn yêu thích của mình và là các bác ấy là ok thôi.
Chứ còn khung chiếc của nó cũng rất chia dày dặn đấy các bác nhá. Khung dày. Đấy, sơn tĩnh điện hết rồi. Đấy, báo giá luôn cho các bác là 1 triệu 7 một cái thôi. 1 triệu 7 một cái. Khung CD 90. Đấy, rất chia đẹp. Rồi, đến cuối video thì bên em cũng kết thúc video tại đây. Rồi. Thì bên em còn rất chi là máy cũ hoặc là máy mới anh em nhá. Máy con DREM này. DREM này, máy UEFA lớn 100, máy DREAM. Đây, bên em còn đang còn con máy DREM này là con siêu phẩm đời 2012. Bên em giờ bán 7 triệu nha các bác nhá. Nó theo đủ hết cho các bác cần đạp, cần số và chế vào ký này. Nó zin toàn bộ 100% nha các bác nhá. Đây, nó gọi là trông nó tuyệt vời rồi. Con này mày đánh số cho anh. Đánh số 12 đi, A12 đi. Con này con A12 anh em nhá. Đấy. Con này là đời 2012. Đấy, A12 nhá. Con này giá báo luôn cho các bác là 7 triệu một con. Con này con tháo xe, máy tuyệt vời luôn. Máy còn phụ kiện nó kèm theo là cần đạp, cần số, mang cá và bình xăng con, phun dàn điện luôn. Đây. KFM20 trừ 20 nhá. Đấy, máy đẹp, sạch đẹp, máy cũng đang nổ bình thường nha các bác nhá. Máy đây. Nhìn cái lớp sơn nó các bác nhìn đã thấy tuyệt vời rồi, rất chi tuyệt vời. Đấy. Rồi các bác nào có nhu cầu thì alo cho bên em nhá. Đây còn máy A100. OEA 100, con này cũng nguyên bản, con này bán 5 triệu 8 nhá, 5 triệu 8. Đấy, bao ship. Đấy, còn bên em có tất cả các dòng mới cũ bên em đều có. Các bác cứ đăng ký kênh của bên em thì các bác vào phần video nhá. Thì các bác cho kênh một nút like, một nút đăng ký kênh thì sau các bác phải xem lại, nó rất triệt dễ. Đấy, các bác cần cứ điện cho em là được thôi. Còn các bạn Zalo nhá, hoặc điện đến trực tiếp số điện thoại của bên em sẽ, các bác muốn mua máy như nào thì bên em sẽ giới thiệu cho các bác máy như thế đó. Rồi, cảm ơn các bác đã xem video nhá. Rồi chào tất cả các bác.